một câu, đó là các con đừng vui chơi biết từ giáo dục. Đây là câu chủ đề, đây là câu mà thầy cho bạn thầy Bosco đã chọn dạy cho các bạn thiếu nhi và các bạn giới trẻ. Vậy thì chúng ta hãy thực hiện như câu mà thầy cho bạn thầy Bosco vừa chủ cho các bạn, đó là các con đừng vui chơi biết từ giáo dục. Vậy thì xin các bạn chúng ta hãy dâm mát đẹp